viên đào tạo công nghệ thông tin NIT ICT Hà Nội. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ cho các bạn học viên tại NIT ICT Hà Nội. Câu hỏi đầu tiên mà Phan Truyền Thông muốn phỏng vấn anh Đại Nghĩa một chút là anh có thể giới thiệu về bản thân mình cũng như công ty của mình hoặc là cái công việc của mình hiện nay là không? Vâng, chào anh, mình là Nguyễn Đại Nghĩa, cựu học viên của NIT Hà Nội khóa 2010. Thì hiện tại mình đang là giám đốc công ty Go của Việt Nam. Công ty này mình đã thành lập được 5 năm sau trải qua một thời gian học tập và làm việc tại nhiều công ty để tích lũy kinh nghiệm. Thì công ty này mở ra thì mới ước mơ mình là phục vụ mang lại nhiều cơ hội hơn cho ngành công ty Việt Nam. Và cũng là một cái niềm ước mơ của mình từ hồi bé đã trở thành một người đóng góp cho yêu thích về công nghệ về máy tính. Vậy thì để có được thành công như ngày hôm nay thì nó đấy là một khoảng thời gian cố gắng rất là nhiều bản thân. Vậy thì anh có cái kinh nghiệm gì mà mình có thể vượt qua khó khăn? Bởi vì trong lúc chặng đường thành công bao giờ cũng có khó khăn thất bại. Vậy thì kinh nghiệm của mình là như thế nào trong những chặng đường này? Đúng vậy, thì để đến thành công ngày hôm nay thì mình cố gắng rất nhiều từ ngày từ khi bắt đầu đi học tại trường NIT. Thì sau khi ra được trường thì đã cố gắng rất nhiều học tập ngày đêm với các giáo trình giáo án và rất nhiều đêm được gọi là thức trắng, nhưng mà cái đấy là điều không tốt, nhưng mà đấy là cái ý ước từ bản thân của mình. Thì sau khi mà giữ ở trường thì mình có đi làm tại các công ty, và công ty đầu tiên mình làm là công ty của FPT Software. Thì có rất nhiều vị trí, rất nhiều công việc. Trải qua 5 năm mình làm việc tại FPT Software thì mình đã đứng ra tự mở công ty riêng của mình. Và trải qua rất nhiều thất bại, năm 1, năm 2, năm 3 sống cầm chừng. Thì đến ngày hôm nay thì rất nhiều nặng nhắc như gọi là cái thuật ngữ ngành của hình ảnh cú đêm đấy. Rất nhiều cái bằng cú đêm thì đã có thể tạm gọi được ngày hôm nay. Tức là kinh nghiệm của mình là mình phải thức đêm rất là nhiều đúng không? Thức đêm là một cái đặc thù trong ngành đi rồi, nhưng mà quan trọng chúng ta tập trung nhiều thời gian và sức lực cho cái công việc mình yêu thích. Vậy thì cái khoảng thời gian mà mình học tập tại NIT ICT Hà Nội thì cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với anh nhỉ? Kỷ niệm thì đấy là một cái bước thay đổi mới về quá trình học tập, nó khác biệt hẳn so với hồi cấp 3. Chúng ta được học theo các cái seminar quarter từ 1 đến 8. Thì trải qua từng quarter thì mỗi một cái quarter nó xây dựng thêm nhiều kỹ năng cho mỗi bản thân mình từ con số 0. Và sau quá trình học tập đấy thì mình tích lũy được một phần kinh nghiệm và có thể áp dụng được trong công việc thực tế khi bắt đầu đi làm. Ok. Thì cái thời điểm đấy thì mình đang tìm hiểu giữa trường NIT cũng như các trường khác thì nghe đánh giá như thế nào về cái chương trình đào tạo cũng như là cái giảng viên, cơ sở vật chất của nhà trường? Thực sự mình choáng ngợp. Đấy là như nói lần trước là mình đã một sự thay đổi khác biệt giữa học cấp 3 khi học trường NIT. Thì những cái mới, những cái điều lạ lẫm, và tự bản thân mình hiểu là mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, tự trau dồi cái công việc của mình, học cho chính bản thân mình. Ok. Thì liệu những cái kiến thức mà mình học trong cái quá trình học tại nhà trường ấy thì có đáp ứng được ngay cái nhu cầu chuyên nghiệp? Vì Nghĩa vừa chia sẻ là có 5 năm đầu được mình làm tại FPT Square đúng không? Thì những kiến thức đấy đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp hay không? Tại thời điểm đấy thì có thể đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu doanh nghiệp và 40% là chúng ta phải học thực tế công việc. Bất kỳ đâu thế thì dù do giáo trình của nhà trường có cập nhật với các công ty đến đâu thì bao giờ cũng phải mất một khoảng thời gian khá xa với update được các công nghệ của công ty. Okay. Thì rất nhiều bạn sinh viên hiện nay thì đang băn khoăn là lựa chọn hướng đi cho mình, học lập trình viên ra trường sẽ làm gì. Thì với kinh nghiệm của bản thân người đàn anh đi trước thì Đại Nghĩa có những lời khuyên, lời chia sẻ như nào dành cho các thế đàn em đi sau? Đối với các bạn sinh viên hiện tại đang lựa chọn giữa ngành công ty và ngành các ngành khác
thì ngành công nghệ tin là rất phù hợp với các bạn mà có am hiểu về đam mê về máy tính, đam mê về các cái trò chơi video hay là sáng tạo những cái trang web phần mềm mà hiện tại công nghệ internet đã mang cả Việt Nam, mang Việt Nam đến cả thế giới và cả thế giới Việt Nam. Thì chúng ta dựa từ cái hiểu biết của mình thì mình có thể sáng tạo ra những cái phần mềm mà có thể phục vụ nhu cầu chung của tất cả mọi người trên thế giới, có những khách hàng đến từ khắp nơi trên thế giới, không chỉ riêng Việt Nam. Thì trong thời gian tới thì cũng được biết là Nghĩa đang có một cái dự án là tuyển một khối lượng nhân sự rất là lớn. Vậy thì Nghĩa có thể là dành cho các bạn học viên đang học về NIT được bao nhiêu phần trăm? Cái này thì mình cũng chia sẻ là nhu cầu về ngành nhân lực về ngành công nghệ là hiện tại đang thiếu trầm trọng. Hiện tại đang hiện ở Việt Nam đang thiếu rất nhiều và cũng là hoàn cảnh chung của công ty của mình. Thì hiện tại mình có chương trình ở bên mình rất open cho các bạn học viên, có thể là một nửa ngày đi học, một nửa ngày đi làm, và sau thời gian khoảng 3-6 tháng các bạn đã tích lũy đủ kinh nghiệm có thể join vào công ty với thành nhân viên chính thức của công ty. Okay. Thì trong cái khoảng thời gian tới thì nhà trường cũng dự kiến là sẽ có rất nhiều cái buổi chia sẻ giữa những người là cựu sinh viên và những người đang đi làm thực tế đối với những bạn mà đang năm 1, năm 2 khi mới vào trường, thì Nghĩa có thể dành thời gian để mà có thể những buổi chia sẻ đối với bạn được không? Cái này mình đồng ý, vì bên công ty có rất nhiều các nhân sự, các anh đi trước có trình độ cao về kỹ thuật, có thể chia sẻ cho các bạn đi sau những công nghệ hiện tại mới nhất của thị trường, có thể giúp các bạn nhanh chóng nắm bắt cái cơ hội để tiếp cận thị trường cách chính nhất. Ok, cảm ơn anh Nghĩa với cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Mình chúc anh Nghĩa cũng như công ty Vô Quân Việt Nam luôn phát triển vững mạnh và tiến xa hơn nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn nhà trường.